Bác Hồ vĩ đại, qua đó còn cổ vũ kêu gọi người dân sử dụng xe đạp công cộng, phương tiện thân thiện với môi trường. Đã cho du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khi lộ trình diễu hành được thiết kế đi qua những công trình biểu tượng mang tính tiêu biểu của thành phố: Thương binh Lê Lợi, chợ Bến Thành, cầu Ba Son, tuyến đường sắt Metro số 1, cùng sự tham gia của những KOL. Hỏi gì vậy? Không hỏi gì vậy?